Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Bính Ngọ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn trong tháng 7 âm lịch. Tháng mà được dân gian gọi là tháng của ma quỷ. Rất nhiều người thường kiêng kỵ không làm việc đại sự trong tháng này. Ấy vậy mà những người tuổi Bính Ngọ lại là một trong những con giáp được thần tài chiếu cố, ba lộc trời cho, giàu có nhất là ngôi nhà rộng, xe sang khiến nhiều người ngưỡng mộ và nể phục. Như quý vị đã biết, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966 thuộc mệnh Thiên Hà Thủy là người thông minh, trí tuệ. Vì trong ngũ đức hành thủy, chủ trí tuệ. Nước mưa hay dễ đạt một cách bóng vẩy là thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Nước thiên hà thể hiện sự tinh khiết, mỏng manh nên những người tuổi Bính Ngọ, tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn. Không như vậy trong cuộc sống, tuổi Bính Ngọ mệnh thiên hà thủy thường là những người của công chúng, có đóng góp công hiến lớn lao cho đời. Họ nhạy cảm, tinh tế hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh nên tuổi Bính Ngọ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa gió càn khôn ảm đạm nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái, nhân tình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do, độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy là người thông minh lanh lợi, cũng rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình, phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đây là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp sự nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng, yêu quý rất nhiều. Các mối quan hệ khăng khít, tốt đẹp. Tuy nhiên, theo kinh phong thủy Gia Cát, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát tốt bản thân, nên mở lòng, đón nhận ý kiến của mọi người, trở nên một mình một ý, sẽ trở thành người cô độc. Tử vi tháng 7 năm 2021 thấy rằng, tuổi Bính Ngọ có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh, nhưng sao xấu trong tháng này đặc biệt sẽ gây ra những tổn thất tài chính nhất định và sức khỏe cho mệnh chủ. Trong sự nghiệp, với những người tự làm chủ, mệnh chủ sẽ chịu những áp lực rất lớn, có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tháng này là chuỗi ngày dài đằng đẵng với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mà mình mong muốn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý muốn bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên mệnh chủ thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu không chú ý có thể dễ mắc các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều, ít vận động. Vì thế gia chủ tuổi Bính Ngọ cần có thời gian làm việc, nghỉ ngơi, không nên lao động quá sức, không nên ăn uống, không có kế hoạch. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, cần chú ý an toàn giao thông. Bình dương hỏa gặp bình dương hỏa nên được gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Bính Ngọ cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Bên cạnh đó, năm 2021, gia chủ tuổi Bính Ngọ phạm phải hại thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa,
vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bính Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Ngọ. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tháng này, người tuổi Bính Ngọ rất bận rộn, đến mức mệnh chủ hầu như không có cơ hội suy nghĩ về tương lai hay những chuyện ngoài lề. Các dự án lớn phức tạp sẽ lần lượt chờ mệnh chủ giải quyết. Mệnh chủ là người cuồng công việc nên thời điểm này là cơ hội để mệnh chủ chứng minh thực lực của mình. Nhưng tốt hơn hết, mệnh chủ vẫn nên có một kế hoạch cụ thể, nếu không sẽ gặp những bối rối và bất lực. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp cuối năm là rất nhiều. Mệnh chủ phải tăng ca làm liên tục, nhưng cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Người tuổi Bính Ngọ trong tháng 7 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa được thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Mệnh chủ biết tự lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Bính Ngọ lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Mệnh chủ chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi với những người cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng đến mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Tháng này, tài lộc chưa thực sự như ý nhưng mệnh chủ lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu dẫn đến tình trạng hao tài. Cần có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Ngoài ra, để có thể kích hoạt tài lộc vận may trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bính Ngọ hãy mang bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ mệnh chủ trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Bị ảnh hưởng bởi công việc nên mệnh chủ trở nên vô cùng nóng nảy, mất bình tĩnh, chuyển áp lực công việc của mình cho người thân. Vì thế các mâu thuẫn xảy ra liên tục, khiến hòa khí trong gia đình bất ổn. Mệnh chủ tốt nhất nên đặt vị trí của mình vào vị trí của người bạn đời để hiểu nhau hơn. Các mối quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn, mệnh chủ giỏi trong giao tiếp. Việc mở rộng các mối quan hệ là cơ hội để mệnh chủ phát triển công việc. Họ sẽ gặp được những quý nhân giúp đỡ mệnh chủ rất nhiều, hãy ghi nhớ để đền đáp họ xứng đáng. Chính vì vậy, thầy Gia Cát quý gia chủ tuổi Bính Ngọ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh mệnh chủ. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Bính Ngọ khá ổn định. Người tuổi Bính Ngọ có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Như gia chủ tuổi Bính Ngọ không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Mệnh chủ nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp mệnh chủ không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát,
đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Bính Ngọ, sinh năm 1966. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để gia chủ tuổi Bính Ngọ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hội, hại hội, phá tỵ, tuyệt mão. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Bính Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Mậu Tý, nạp âm Phích Lịch Hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 7, từ ngày 20 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Canh Tý, nạp âm Bích Thượng Thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 7, từ ngày mùng 1 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tý, nạp âm Tang Trá Mộc. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường công danh. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Bính Ngọ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 8 tháng 7, tức ngày 15 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Bắc Mùi. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 7, tức ngày 27 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Đinh Mùi. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.